Đấy nha các bác nhá. Thật sự các bác là ngày hôm nay thì em cũng lên cho toàn thể các bác đó là một cái toàn cảnh của dòng sản phẩm Mic Bayer khi mua ở bên Trung Quốc. Và rất nhiều anh em trong thời gian vừa qua cũng đã gọi điện qua cửa hàng bên em. Thật sự các bác này, các bác chết cay chết đắng vì cái lô mic như thế này này. Bác nhìn này, nhìn rất là chán luôn. Đấy, các bác cứ bảo là lợi nhuận, nắm lợi nhuận nhiều đây. Đấy, các bác thử hỏi bây giờ mua một bộ mic khoảng tầm 2.500.000, mà trong khi đấy với dòng sản phẩm này thì người ta đang bán với giá là khoảng tầm 5 triệu là hàng mới các bác nhá. Đấy thì khi các bác mua ấy thì mua rẻ được hơn một nửa. Đấy, thật sự các bác là làm nên được một bộ mic. Đây các bác nhìn như thế này, nhìn về các cái lô mic như thế này, thật sự các bác là chỉ muốn vứt đi thôi. Đấy, nhưng cho nên là anh em mua hàng thì các bác đừng phải hiểu anh em nhá. Đấy. Lẫn trong đây là có 20 bộ, lẫn một bộ mic Zilacac này. Đấy, và một bộ mic của DMX nhưng mà nó dòng 790. Còn đây là nó là dòng sản phẩm của mic BioVirus BS4500. Đấy thì cũng rất nhiều anh em cũng đã review, và đặc biệt là anh em nào mà đã xem tại kênh của Vinh Audio 77 thì các bác biết là cái dòng sản phẩm của mic BioVirus BS4500 này nó như thế nào các bác nhá. Đấy thì đây là các bác nhìn này. Chết cay chết đắng khi mua bộ các cái bộ mic mà về như thế này, các bác biết xử lý như thế nào đúng không ạ? Khi trong cái quá trình mà bên cửa hàng bên em cũng làm sản phẩm mic thì bên em sẽ thay toàn bộ là vỏ tay hết các bác nhá. Thay vỏ tay này, thay chụp lưới này. Đây các bác nhìn này, về nó còn vỡ vụn linh tinh cả. Đó, chả đâu vào mới đâu. Đây các bác nhìn xem này. Đó, các cái bộ mic này. Côn này của nó là côn xịn các bác nhá. Đấy côn xịn đấy. Côn lụa luôn đấy. Đó, các bác nhìn như thế này thì các bác bỏ hỏi rằng là có muốn mua hay không. Đấy, nếu mà khi mà bên cả bên em mua về thì bên em cũng sẽ làm đẹp. Đây em cũng mic này thì em cũng đã tháo ra rồi. Mic này thì vỉ của nó là sử dụng sản xuất từ năm 2018. Nó cũng đời rất là cao. Đấy, khi các bác nhìn vào bên trong các cái đầu một tay mic ý, thì nó còn rất là đẹp. Kể cả từ các cái bộ vỏ tay vỏ mic nó còn rất là đẹp anh em nhá. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy, quan sát thấy đây. Đấy, khi mua hàng là nó như thế đấy. Thì khi bọn em, đây là hàng này là em mới bóc ra để làm các bác nhá. Đấy, mới bóc ra để làm. Đấy, các bác nhìn đây. Nó vẫn còn nguyên dây bóng này các bác này. Đấy, thật sự các bác là mua các cái lô mic như thế này về thì bên cả bên em phải về làm lại rất là nhiều. Và thậm chí là cũng phải đi mua côn bãi. Mua các cái côn như thế này, côn bãi về để thay. Làm sao để cho anh em nó hay. Đây các bác nhìn này, hàng nó còn gãy như thế này này các bác này. Đấy. Nó thật sự các bác là mua các cái dòng như thế này về thì nó cũng rất là mạo hiểm. Đấy, khi làm lên một bộ mic nó không phải là đơn giản. Cho tất cả các bác về khi các bác mua hàng sử dụng, không? Nói chung là hàng bãi thì nó không thể đẹp được 100%, nhưng mà làm sao mà bên cả bên em cũng review để làm cho toàn thể các bác làm sao mà cho nó đẹp nhất có thể. Đấy, các bác nhìn xem các cái lô mic như thế này thì liệu nếu mà đến tay người dân thì các bác sử dụng ra làm sao. Đấy. Thì tất cả các hàng mà bên cả bên em sau khi làm đẹp rồi nhá các bác nhá. Sau khi làm đẹp rồi đấy, thì bên cả bên em sẽ lên sóng để bán cho anh em những cái giá thực sự là yêu thương. Đây em sẽ soi cho toàn thể các bác là vào trong trong nhà em đây. Em vào trong nhà em đây. Đấy thì khi làm lên một bộ mic đẹp thì nó có như thế này này. Đấy, khi làm lên mic là nó đẹp như thế này các bác nhá. Các bác nhìn thì nó như vậy thôi. Nhưng mà khi bắt đầu tất cả các sản phẩm mà cửa hàng bên em làm lên ý, thì bao giờ là các cái tai mic nó rất là đẹp này. Đấy. Trông nó như thế thôi. Nhưng mà khi nào bên cửa hàng bên em làm lên ý, thì là nó đẹp như này anh em nhá. Đấy, soi cho tất cả các bác này. Rất nhiều các cái mặt hàng mà bên cửa hàng bên em bán. Đây, khi làm lên thì các cái bộ mic nó sẽ đẹp như thế này. Đấy. Còn côn thì anh em yên tâm, côn bãi 100% luôn. Côn lụa. Đấy, các bác nhìn nhá. Kết thúc video tại đây thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.